Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinh Phim. Ngày hôm nay bố cháu đến với một cái chủ đề mới là chủ đề nấu ăn. Ngày nay bố cháu làm cái món cơm rang với mì theo yêu cầu của thính giả. Món này thì chỉ có hai nguyên liệu chính, một là cơm nguội với hai là mì tôm. Bố cháu gọi đùa là món cơm mì Tây Ban Nha. Sau khi làm theo yêu cầu thính giả là thích ăn thì hôm nay bố cháu lại làm tiếp. Món cơm thì chỉ có rang với không với lại mỡ thôi. Nó chính xác là dầu ăn. Thì cơm thì chủ yếu là đảo với lại dầu ăn để cho nó xe lại. Thì sau đó là sẽ cho mì vào để đảo tiếp. Nhưng mà sẽ làm cho cái mì nó mềm ra. Và mì thì sẽ trộn với cơm sau khi mà đã bóp vụn trong cái gói ni lông trước khi mà cắt. Cái cơm này đây là bố cháu đang rang với lại với dầu sau khi mà có đảo qua với hành để cho nó dậy mùi. Cơm thì đảo liên tục để cho nó khỏi bị sát chảo, bị cháy. Nói chung là món này thì nó cũng chẳng có gì là khó cả, chỉ có một tí gọi là vận dụng sáng tạo và để cho gọi là thay đổi món ấy. Cũng nhân là gọi là ngày nhà nó hết đồ ăn. Cái lượng cơm thì tùy nhiều, ăn nhiều hay ăn ít thì cho vào. Tuy nhiên là nếu như mà ăn với lượng khoảng độ 3 bát cơm thì một gói mì. Thế còn nếu mà nhiều cơm hơn thì nên tăng cái số lượng gói mì lên. Thì sau khi mà cơm mà đảo với lại mỡ xong, dầu xong thì sẽ cho trộn với lại mì. Sau khi trộn với mì thì nếu mà tiếp tục rang thì mì nó sẽ bị khô. Thế nhưng mà vẫn cứ đảo, đảo để cho mì với cơm nó xe lại. Thì sau đó là sẽ có cái bí kíp nhỏ nhỏ, tức là cho ra ngoài. Sau đó là cho miếng nước vào chảo. Sau đó là hòa cái gói gia vị của mì tôm vào, đun sôi lên. Đun sôi sục lên sau đó là sẽ đổ cơm lại, xong rồi đảo rất nhanh để cho cái lượng nước nó vừa kịp làm mì nở thì là nó sẽ khô. Để mì đã bóp ra. Thì sau khi bóp ra là sẽ cắt lấy cái gói bột canh ra, sau đó là rắc mì đều vào cơm. Thì sau khi đảo thì có thể ngoài ra thì có những cái gia vị khác thì có thể cho vào. Nhưng hôm nay thì ngoài cái gói mì này thì sẽ cho thêm rong biển để cho nó giống cái cơm cuộn của Hàn Quốc. Tuy nhiên là nếu mà ai mà không ăn quen rong biển thì ăn nó sẽ hơi tanh, thì không nên cho vào.
Đấy, sau khi cho mì vào thì đảo đều nó lên. Lưu ý là mì là phải bóp vụn ra thì mới đảo đều được, chứ còn nếu như mì mà để nó khô lỏng còng thì khi mà bóp lên, à, khi mà đảo nó sẽ không đều. Đây là cái gói dầu ăn. Mì thì mình chọn cái mì này, nó có cái gia vị, nó có cái hoa hồi, nó rất là thơm. Thì khi nó đun sôi lên thì cái mùi hoa hồi nó tỏa ra rất là quyến rũ, gây cái kích thích cái cảm giác muốn ăn. Đảo đều tay, đảo liên tục. Đảo khi nào mà thấy cái hạt cơm nó rời ra thì là được. Thì sau đó sẽ cho ra ngoài, sau đó lại hòa cái dung dịch nước kia. Xong rồi lại tiếp tục đảo. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ cơm ra ngoài. Cơm đã đảo với lại mì tôm. Cho miếng nước. Cho miếng nước vừa phải thôi. Sau đó là hòa cái gói gia vị vào. Đun sôi sập lên. Chung là món này nó không khó, nó chỉ hơi là lạ, nhưng được cái là trẻ con nó lại thích. Trẻ con ấy có một cái đặc điểm chung là đứa nào cũng thích ăn mì tôm, mặc dù là ăn mì tôm nhiều thì nó lại không tốt. Đấy, sau khi mà cái nước dùng pha với gia vị mì tôm nó sôi lên thì cho cơm vào đảo thật nhanh. Thì cái nước dùng nó sẽ làm mềm cái mì ra. Và đảo nhanh thì cái cơm nó sẽ không bị ngấm nước. Đảo đều tay, đảo đều tay cho cơm, hạt cơm nó rời ra, ăn không bị dính. Hôm nay là chủ nhật, bình thường thì nhà mình đi ăn ngoài, nhưng hôm nay theo yêu cầu của thính giả thì bố cháu làm cơm trộn với lại mì. Vẫn nói đùa là cơm mì Tây Ban Nha. Trẻ con nhà mình cũng thích ăn mì Ý. Đã có mì Ý thì phải có mì Tây Ban Nha. Trẻ con nhà mình đã ăn được rong biển thì mình sẽ trộn thêm rong biển vào đây. Rong biển thì trộn với lại một tỷ lệ vừa phải thôi, tránh nó tránh cái vị nồng.
Sau khi làm xong nếu mà thích thì có thể cho vào đóng ấy, giống như kiểu cơm cuộn của Hàn Quốc. Nhưng mà nếu mà ăn cơm cuộn đấy thì phải thêm một cái gia vị là nước chấm. Nhưng thực ra như cơm này thì nó đã có cái vị đậm đà của gói gia vị mì tôm, cho nên là thực tế là cũng chả cần. Đây mình có cái rong biển này, mình sẽ cho một ít thôi. Đảo lên cho nó rời ra trước khi mà cho rong biển. Ăn cơm nó bung ra. Lại tiếp tục đảo đảo cho nó đều. Nếu mà có thời gian đảo càng lâu càng tốt thì hạt cơm nó càng xe lại. Lúc đảo lúc nào mà nó không còn cái hơi nước bốc lên thì lúc đấy là được. Cơm mình đã đảo xong thì mình chế ra bát. Tí nữa sẽ mời gọi hai quý tử dậy ăn. Đây là sản phẩm của hơn 10 phút chế biến. Bát cơm này thì đủ cho 4 người ăn, mỗi người hơn một bát. Cơm mì Tây Ban Nha. Như vậy là món cơm của mình đã xong. Bây giờ mình sẽ đi gọi các quý tử của mình dậy để ăn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Chào các bạn.